Hello. Hello. Yes. À, bây giờ có nhận xét Phương nha. Hôm nay lớp chúng ta học rất là ngoan. Nói với anh rất là tốt. Chúng ta học với anh ta. Sao chúng ta đi học tốt thế này? Tại sao? À, mình thích à? À. Hôm nay chúng ta thấy rằng thầy giáo, thầy Joey, thầy có nói tiếng Việt không? Thầy có nói tiếng Anh không? Có không? Có. Và chúng ta có hiểu không? Không hiểu tại sao và con hiểu tại sao con thể làm được, thầy nói con thể làm được. À, rồi. Vậy chúng ta thấy rằng tiếng Anh có khó không? Không hề khó. Khó mà tại sao chúng ta lại nói được cái đôi cuối? Vậy là dễ chứ không? Có chúng ta phải không nói được. Đúng không nhỉ? Vậy chúng ta học rồi. Bây giờ chúng ta cần có môi trường để chúng ta phát huy những gì chúng ta học ra. Đúng không? Rất cần có môi trường để ra. Giống như con cá ấy. Môi trường là nước, cho nó ra ao, ra sông, ra biển, nó bơi được không? Cho vào trong chậu, trong sông, rồi nấu, ra bơi được không? Không phải vậy. Vậy là phải có môi trường, bắt con cá leo cây cũng leo được, đúng không? Vậy chúng ta là em rất là giỏi. Và lĩnh vực tiếng Anh này, thầy giáo thấy chúng ta phát huy rất tốt. Cái não của chúng ta là luôn luôn tư duy theo hướng dễ nhất, tối ưu nhất. Vậy khi chúng ta gặp thầy giáo bằng tiếng Anh, I can speak English. Yeah, I can speak English too. And can get teaching English too. Thầy giáo có thể dạy được tiếng Anh, nói tiếng Anh bình thường. Nhưng nếu chúng ta gặp thầy giáo thì chúng ta chào thế nào? Biết thầy giáo là người Việt, chúng ta sẽ chào thầy giáo như thế nào? Con chào thầy đúng không? Thường là như thế đúng không? Nhưng mà nếu thầy giáo mà là người nước ngoài thì chúng ta có chào là con chào thầy không? Không. Mà cái não chúng ta để tư duy theo hướng là phải chào và nói bằng tiếng gì? Tiếng Anh. Vậy là hello teacher, đúng không? Đấy là chính là cách vận hành bộ não còn giúp chúng ta nói nhanh tốt hơn khi chúng ta được đặt vào trong môi trường, đúng không? Vậy thế hôm nay có vui không? Có. Thích không? Có buồn không? Không. Có chán không? Không. Có bực tức không? Không. Có happy không? Không. Happy không? Không. Happy là gì? Cầu cứu. Cầu cứu á? Happy là gì? Cầu cứu. À, vui vẻ. Rồi. Vậy bao nhiêu mà chúng ta muốn có cái đọc vui vẻ như thế này? Bao nhiêu bạn muốn cái học thú vị như thế này? Bao nhiêu bạn muốn có cái học tiếng Anh với người nước ngoài như thế này? Ok. Vậy thầy giáo kia lớp chúng ta học rất tốt. Cô giáo chủ nhiệm lớp hai là gì? Cô hai đúng không? Để chúng ta học tốt thế này, ý thức ở trong lớp rất kỷ luật như thế này, và cô hai đã giúp chúng ta rất nhiều trong quá trình chúng ta để phát triển và hoàn thiện nhân cách của mình, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta nói lời biết ơn đến cô Bạch bằng cách nói nào? Nói không? Happy teacher. Ờ, teacher gì? Con đứng dậy, con nói nào, lớp mẫu cho lớp nghe nào. Con tên là gì nào? À, Nguyễn Mộc Tràng. Ờ, là con nói nào? À, cho lớp nghe đây, cô ba nói chưa? Nào nói cho ba nghe nào. Thank you, teacher. Hi. One, two, three, go! Okay, thank you. Và hôm nay chúng ta có cái học rất vui này. Thầy Joey cũng góp phần chúng ta có học vui rộn buổi như này. Vậy chúng ta có biết ơn thầy không? Có. Có biết nói gì bằng tiếng Anh không? Có. Nói thế nào? One, two, three, go! Thank you, teacher Joey. Ok, thầy giáo cũng cảm ơn lớp chúng ta đã rất tích cực trong tiết học này, rất hợp tác với tiết học này. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tới
chúng ta sẽ được học với người nước ngoài và với được phát huy được cái khả năng của chúng ta và duy trì cái lề nếp, cái phong cách mà học tập như này nhé. Ok.